Hà Nội, ca tái dương tính COVID-19 sau 5 ngày xuất viện có lịch trình như thế nào? Ông Khổng Minh Tuấn, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật CDC Hà Nội trưa 25 tháng 2 xác nhận, Hà Nội vừa ghi nhận một bệnh nhân tái dương tính với SARS-CoV-2 sau khi xuất viện. Đó là bệnh nhân 1819 DTL, 48 tuổi, địa chỉ 51/49 tổ 21, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, liên quan ổ dịch Chí Linh, Hải Dương. Ngày 23 tháng 1, bà L đi cùng gia đình 3 người đến Bạch Đằng, Chí Linh, Hải Dương. Ngày 24 tháng 1 về Hà Nội, được lấy mẫu xét nghiệm và được TCDC Hà Nội xác định dương tính với SARS-CoV-2 tối 31 tháng 1. Bệnh nhân được cách ly điều trị tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Trung ương cơ sở 2 từ ngày 30 tháng 1 đến ngày 20 tháng 2. Ngày 21 tháng 2, bà L được xuất viện sau 3 lần có kết quả xét nghiệm âm tính với SARS-CoV-2 vào các ngày 14 tháng 2, 17 tháng 2, 20 tháng 2. Ngày 24 tháng 2, bệnh nhân được lấy mẫu theo dõi sau ra viện, kết quả dương tính ngày 25 tháng 2. Hiện tại bệnh nhân đang được chuyển Bệnh viện nhiệt đới Trung ương 2 để tiếp tục cách ly, điều trị. Theo ông Tuấn, ca bệnh tái dương tính không có nguy cơ lây lan ra cộng đồng. Giáo sư tiến sĩ Nguyễn Văn Kính, Chủ tịch Hội Truyền nhiễm Việt Nam thông tin, việc xuất hiện các ca bệnh COVID-19 tái dương tính không phải là vấn đề mới, các nước trên thế giới cũng ghi nhận rất nhiều, bởi vậy người dân không cần quá lo lắng. Tại Trung Quốc từng ghi nhận tới 12.000 ca tái dương tính. Các ca tái dương tính ở Nhật Bản, Trung Quốc đều không lây nhiễm cho bất kỳ trường hợp nào dù họ đã về cộng đồng cách ly. Những người F1 tiếp xúc gần cũng hoàn toàn âm tính, giáo sư Kính nói. Hầu hết những trường hợp tái dương tính không có dấu hiệu lâm sàng, bệnh nhân khỏe mạnh. Tại Việt Nam, nuôi cấy lại virus từ những ca tái dương tính phát hiện virus đều không phát triển. Xét nghiệm F1 cũng không ai bị nhiễm. Đến nay, nước ta đã ghi nhận rất nhiều ca tái dương tính nhưng chưa có ca nào lây nhiễm ra cộng đồng. Trong cuộc họp với đại diện Tổ chức Y tế Thế giới, WHO và Quỹ Nhi đồng Liên Hiệp Quốc, UNICEF, tại Việt Nam, về vaccine phòng COVID-19 chiều qua, 24 tháng 2, Bộ Y tế nhấn mạnh, về đối tượng ưu tiên tiêm, các bên thống nhất sẽ thực hiện theo nghị quyết của chính phủ, đảm bảo tính công bằng trong tiếp cận vaccine phục vụ cho công tác phòng chống dịch bệnh. Đại diện các tổ chức quốc tế đồng ý với những trao đổi về việc một số vaccine bảo quản trong điều kiện khó khăn phải huy động nguồn lực xã hội hóa như vaccine của Pfizer. Với vaccine của Pfizer, yêu cầu bảo quản ở âm 70 độ C và tiêm trong 5 ngày sau khi giã đông, nên nếu không tiêm kịp trong thời hạn đó vì những lý do khách quan thì sẽ gây lãng phí. Thực tế tiêm vaccine này tại Mỹ cho thấy tỷ lệ không sử dụng ở mức cao. Việt Nam mong muốn được tiếp cận với nguồn vaccine đảm bảo chất lượng, giá hợp lý, phù hợp, bảo quản như theo điều kiện của các vaccine thông thường mà Việt Nam đang có. Bộ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh, đồng thời cam kết Bộ Y tế sẽ giải quyết ngay các vấn đề liên quan tới thủ tục để đảm bảo vaccine của chương trình COVAX Facility sớm được nhập vào Việt Nam. Bộ Y tế cho biết sẽ xây dựng kế hoạch tiêm chủng vaccine COVID-19 cụ thể phù hợp với từng giai đoạn. Về tổ chức chiến dịch tiêm chủng vaccine COVID-19 diễn ra ngay sau đó, Bộ trưởng Nguyễn Thanh Long nhấn mạnh đây là chiến dịch tiêm chủng lớn nhất từ trước đến nay ở Việt Nam với hơn 100 triệu liều. Bộ Y tế đang chuẩn bị khẩn trương các kịch bản, huy động tất cả đơn vị trong và ngoài ngành y tế tham gia vào quá trình tiêm để đẩy nhanh tiến độ tiêm, đảm bảo độ bao phủ, làm sao sớm đưa cuộc sống trở lại bình thường, giảm tác động của đại dịch COVID-19 đến đời sống.